Handsbook. Xin chào các bạn. Trong những ngày hè nóng bức như hiện nay, điều hòa là một trong những sản phẩm không thể thiếu đối với nhiều người. Nhưng chắc chắn không phải ai cũng biết điều hòa được tạo ra khi nào. Hãy cùng Handsbook tìm hiểu qua video hôm nay nhé. Không chỉ người hiện đại ngày nay, mà từ thời xa xưa con người đã tìm cách để làm mát, điều chỉnh nhiệt độ nhà ở vào những ngày nắng nóng. Theo nghiên cứu của các nhà khảo cổ và sử học, mô hình máy điều hòa không khí sơ khai nhất xuất hiện từ thời Ai Cập cổ đại. Để làm mát không khí trong nhà và tránh được sự khô nóng của khí hậu sa mạc, người Ai Cập cổ đại đã treo các bó sợi nhúng nước ở cửa sổ. Khi gió thổi qua cửa sổ sẽ mang theo hơi nước vào trong nhà. Người La Mã cổ đại thì lại làm mát căn nhà bằng cách lắp đặt hệ thống ống nước bao quanh tường nhà. Người Ba Tư Trung cổ lại dựng nên những tháp gió và bể chứa nước ở trên nóc nhà để làm mát không khí trong nhà vào những thời điểm nóng bức. Người Trung Quốc thời nhà Hán đã phát minh ra chiếc quạt để làm mát không khí chạy bằng sức người. Hệ thống làm mát này gồm 3 bánh xe có đường kính 3 mét và phải có người quay bằng tay để tạo ra luồng gió. Sau này, người Trung Quốc còn tạo ra hệ thống chạy bằng sức nước để tạo luồng gió mang hơi ẩm làm mát không khí có tên gọi là lượng thiên. Đến thế kỷ 17, nhà phát minh Cornelius Drebbel đã giới thiệu với vua James của nước Anh một mô hình làm mát không khí bằng cách thêm muối vào nước. Hệ thống này được đặt tên là biến mùa hè thành mùa đông. Vào năm 1758, hai nhà hóa học là Benjamin Franklin, thống đốc bang Tennessee, và John Hadley, giáo sư tại Đại học Cambridge, đã khám phá ra nguyên lý của sự bay hơi. Hai người đã chứng minh được rằng sự bay hơi của các chất lỏng và có thể làm giảm nhiệt độ của vật thể xuống dưới điểm đóng băng của nước. Sau khi thành công dùng sự bay hơi để hạ nhiệt độ của ống nhiệt kế thủy ngân từ 18 độ C xuống còn 14 độ C, Franklin đã kết luận rằng đóng băng một người đàn ông đến chết ngay trong mùa hè là việc làm hoàn toàn có khả thi. Vào năm 1902, Willis Carrier đã phát minh ra mô hình máy điều hòa không khí khi đang làm việc cho công ty cơ khí Buffalo Forge. Mô hình của Carrier được thiết kế để sử dụng cho một nhà máy in, giúp kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm của không khí trong nhà máy. Thiết bị điều hòa không khí của Carrier hoạt động bằng cách đẩy không khí qua một ống được làm lạnh bằng amoniac hóa lỏng để điều khiển được độ ẩm trong phòng ở mức 55%. Ông đã thiết kế hệ thống của mình gồm hai ống dẫn chính, một ống để làm lạnh không khí và một ống để cung cấp không khí chứa hơi ẩm. Với phát minh này, Carrier được mệnh danh là cha đẻ của mô hình máy điều hòa không khí hiện đại mà chúng ta đang sử dụng. Tuy nhiên, hệ thống điều hòa không khí của Carrier có kích thước rất lớn, ầm ĩ, cực kỳ tốn kém và rất nguy hiểm do dùng hóa chất độc hại là amoniac để làm mát không khí. Vào năm 1911, Carrier tiếp tục giới thiệu công thức làm lạnh với tỷ lệ độ ẩm hợp lý. Phương pháp làm lạnh này hiện vẫn còn được áp dụng trong một số lĩnh vực của ngành công nghiệp làm lạnh. Vào năm 1914, hệ thống điều hòa không khí do Carrier chế tạo lần đầu tiên được lắp đặt cho một ngôi nhà tại Minneapolis. Cỗ máy này cao 2,1 mét, rộng 1,8 mét và dài gần 7 mét, nhưng cỗ máy này chưa hề được sử dụng vì không ai sống trong nhà. Năm 1917, máy điều hòa lần đầu tiên được lắp cho một rạp chiếu phim, chính là rạp New Empire tại Montgomery. Sau đó, các rạp chiếu phim khác cũng nhanh chóng lắp đặt hệ thống điều hòa và nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của khách hàng. Vào năm 1922, Carrier đã thay thế chất sinh hàng độc hại amoniac bằng hợp chất khác an toàn hơn là dilin. Đồng thời, kích thước máy điều hòa cũng được Carrier giảm thiểu tối đa và cho ra đời những chiếc máy gọn gàng hơn rất nhiều. Hai bước cải tiến đột phá này của Carrier đã giúp điều hòa trở nên phổ biến hơn. Từ năm 1924, điều hòa bắt đầu xuất hiện ở các cơ sở làm việc của chính phủ Mỹ và nhiều tòa nhà quan trọng khác trên khắp nước Mỹ. Giai đoạn này, các chất gồm amoniac, methyl chloride hoặc propane được sử dụng làm chất sinh hàn của máy điều hòa. Năm 1928, kỹ sư người Mỹ Thomas Midgley đã sản xuất thành công freon để làm chất sinh hàn trong công nghệ làm lạnh. Đây là một chất khí trơ, khó cháy, không độc hại cho con người. Nó được sử dụng rộng rãi cho các thế hệ máy lạnh cho tới năm 1994 sau này. Năm 1931, máy điều hòa đầu tiên có kích thước nhỏ gọn đặt vừa trên bệ cửa sổ và làm mát không gian một căn phòng xuất hiện do Sherman chế tạo. Giá của chúng rất đắt, từ 10.000 đến 50.000 đô la, tương đương với từ 120.000 đến 600.000 đô la Mỹ hiện tại. Từ đó về sau, máy điều hòa ngày càng được cải tiến để có kích thước nhỏ, nhẹ, hiệu suất cao, thân thiện với môi trường và rẻ hơn, và dần trở thành thiết bị gia dụng bình dân tại Mỹ.
Năm 1957, kỹ sư người Đức Heinrich Krieger chế tạo thành công máy nén khí ly tâm đầu tiên trên thế giới, đánh dấu bước chuyển mình ngoạn mục của công nghệ sản xuất máy điều hòa. Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, máy điều hòa tiếp tục được cải tiến sử dụng các phương pháp làm lạnh thân thiện với môi trường và đạt hiệu quả cao. Hiện nay, hầu hết máy lạnh đều sử dụng công nghệ inverter. Công nghệ này sử dụng máy nén biến tần để đạt được nhiệt độ mong muốn với tần số biên độ nhiệt tối thiểu giúp tiết kiệm năng lượng tiêu thụ. Đây là dòng máy lạnh được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay và được dự đoán sẽ tiếp tục phát triển và phổ biến trong tương lai. Nếu thấy video hay và ý nghĩa, các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh YouTube và theo dõi trang fanpage để ủng hộ cho Thanksbook có thêm động lực ra nhiều video nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thanksbook, sách và phát triển bản thân.